Nào, ăn thôi mọi người ơi. Xin chào mọi người, hè đến rồi. Mình cùng làm một chuyến du lịch bụi đến Vàng Giả thôi nào. Và điểm đầu tiên mình giới thiệu đó là cà phê Quỳnh Anh. Tọa lạc ở trên đường Ngô Gia Tự, thị trấn Vàng Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đến đây thì thứ bảy chủ nhật rất là đông. Nếu mà mình không đặt bàn trước các ngày lễ thì không có ghế đâu nhé. Sức chứa ở đây tầm 500-600 người. Trên lầu cũng có một cái không gian riêng mà chỉ bán chủ nhật hoặc các ngày lễ. Mặt tiền giáp đường Ngô Gia Tự, một mặt tiền giáp với cái sông, đẹp lắm mọi người ơi. Nằm trên đường Ngô Gia Tự, Vạn Giả, Vạn Ninh, Khánh Hòa, có một cái không gian cho trẻ em chơi nè. Chỗ vui chơi cho mấy bé. Buổi sáng ngắm bình minh và làm một ly cà phê ở đây thật là đẹp mọi người ơi. Rất là dễ chịu. À, khi đến Vàng Giả mình rất thích ăn bánh xèo. Mình hay ăn của vị này, số 188 đường Lý Thường Kiệt, quán Bé Anh. Hôm nay mình sẽ kêu tổng hợp là bánh thập cẩm á, bánh xèo mực nè, bánh xèo trứng. Rất tiếc là hôm nay không có tôm. Dưa thêm thịt heo. Xèo xèo xèo. Thơm quá mọi người ơi. Đó, chị cho bột vô. Rồi đậy nắp lại một chút cho nó chín. Cho rau. Rau ở đây cũng riêng biệt khác các vùng khác. Rau gồm có là giá với su. Thơm quá nè. Xèo 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 thơm quá. Chuẩn bị vớt ra nè. Đây là cái bánh mực.
ăn thì ăn kèm với rau sống, nước mắm. Mình ăn cay nên mình cho thêm một chút ớt. Còn cái bánh bên này là bánh trứng. Bên trái là bánh mực, bên phải là bánh trứng. Mình trải nghiệm mình ăn thập cẩm mà. Nào, xin mời mọi người nào. Cái quán cà phê thứ hai mình giới thiệu mọi người đó là quán cà phê The May, nằm trên trục đường Nguyễn Huệ. The May thì nó phù hợp với mọi lứa tuổi khách hàng. Điểm nhấn của The May thể hiện qua phong cách không gian quán, không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật lên với một cái chất riêng của mình. Điểm nổi bật của The May khiến khách hàng không thể bỏ qua đó là view sống ảo, rất hấp dẫn. Nó tạo một cái sự thu hút nhiều người tới đây, một mặt là giáp với bờ sông. Thì quán được thiết kế theo không gian mở, khuôn viên rộng rãi thoáng mát, trồng nhiều loại cây. Đây là lên một cái đài nho nhỏ, ngồi uống trà đạo rồi cũng được. View này là ra bờ sông, ra cửa biển luôn á, trồng các loại cây. Rồi thì ở trung tâm Vàng Giả thì mình đến cầu huyện, trục đường Nguyễn Huệ là tới rồi. Một con suối. Buổi sáng uống cà phê nghe tiếng suối chảy róc rách, nhẹ nhàng thoải mái. Đây là một nơi lý tưởng cho các chị em sống ảo. Và ngoài ra, quán còn thiết kế có một cái không gian phòng lạnh riêng, dùng cho hội họp, tiệc tùng sinh nhật riêng tư gì đó. Thank you.
thì sức chứa của The May tầm 300 tới 600 khách. Giá thức uống ở đây cũng khá rẻ. Nếu các bạn thích một cái nét gì đó mà chút ít của Nhật, ngắm cá koi, nghe tiếng suối thì ghé đây một lần nha. Bánh canh hai quẳng, nghe cái tên là đã thích rồi mọi người ơi. Quán này gần khu vực biển, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thì mình kêu một tô bánh canh thập cẩm gồm có cá dầm, chả chiên, trứng cút, cá hấp, rất là ngon. Chả cá rất là tươi ngon. Và bánh canh vàng giả thì nó ngon là nhờ cái hè của nó, nước của nó cũng ngon. Thì để ngon hơn thì mình nặn chanh vô. Còn nóng hổi mọi người ơi, thơm quá à. Đến bàn giả xin mời mọi người ghé bánh canh hai quẳng nha, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Mình ăn cay nên mình cho thêm một chút ớt. Rồi trộn đều lên nè. Thơm quá đi. Đến bàn giả xin mời mọi người ăn bánh canh một lần nha. Bánh canh chả cá, thương hiệu hai quẳng này rất là nổi tiếng. Thêm một chút tiêu nè. Rất hấp dẫn, rất ngon các bạn ơi. Cộng bánh con rất là tuyệt vời. Một địa điểm tiếp theo mình giới thiệu với mọi người đó là quán cà phê Heo Mây. Này nằm ở trên đường Bà Triệu, gần khu vực ga Vạn Giả. Đây là một quán cà phê sân vườn. Bước qua cầu cũng có một hồ cá koi rất đẹp. Nghe tiếng suối chảy róc rách.
khuôn viên quán được trồng nhiều cây xanh, thiết kế theo hướng tự nhiên, mang đến cảm giác thoải mái cho khách hàng khi ngồi thưởng thức cà phê, thức uống tại đây. Phong cách quán thiết kế trang trí theo kiểu châu Âu, rất lạ và đẹp mắt. Ngoài ra quán cũng có khu vui chơi cho trẻ em. Sức chứa quán 500-600 khách. Ngoài ra quán cũng thiết kế các cái phòng dạng như nhà nhỏ cho sinh hoạt nhóm, rất là đẹp. Cà phê heo mây có thực đơn phong phú với nhiều loại nước cho khách hàng lựa chọn. Ngoài các loại nước uống dành cho người lớn thì cũng có các loại nước ép hay là sữa chua dành cho trẻ nhỏ. Quán cà phê tiếp theo trong top các quán đẹp ở Văn Giả mình giới thiệu đó là quán Lối Xưa. Oh,
xưa là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại thị trấn Vạn Giả. Quán thiết kế theo không gian mở, trồng rất nhiều loại hoa, cây xanh, khuôn viên rộng lớn. Sức chứa quán khoảng 600-800 khách vào ngày cao điểm. Quán tọa lạc trên đường Lạc Long Quân. Khu trung tâm của quán thì trồng cây bồng rất đẹp. Mặt tiền thì trang trí một con sư tử gỗ đẹp lắm. Ngoài ra có một hang đá để cho mùa Noel. Các loại hoa rất đẹp và bắt mắt, tăng thêm không gian xanh cho quán.
cảm ơn mọi người đã theo dõi xuyên suốt cuộc hành trình với mình. Mọi người thấy hay thì đăng ký theo dõi nha, để mình có động lực làm các video tiếp theo. Bye bye.